Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, thông tin 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines bị phát hiện sách ma túy đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ các tình tiết của vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây nhất, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp nhà của 4 nữ tiếp viên nhằm thu thập chứng cứ liên quan việc họ mang hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Vào tối ngày 20 tháng 3, cảnh sát đã khám xét nhà của bốn nữ tiếp viên gồm Nguyễn Thanh Thủy 37 tuổi, tiếp viên trưởng, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Theo nguồn tin cảnh sát, không phát hiện thêm ma túy từ nhà của bốn người này. Các tiếp viên khai nhận đã mang hàng hóa sách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm trung hãng. Qua người đồng nghiệp này, một trong bốn nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công, chia lô ma túy nặng 11,48 kg về sân bay Tân Sơn Nhất. Cảnh sát cũng cho biết đã làm việc với người giới thiệu nguồn hàng cho bốn nữ tiếp viên. Điều tra ban đầu, tất cả tiếp viên liên quan chỉ cung cấp được tin nhắn trao đổi, thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại Pháp, với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng. Theo một lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, việc phát hiện 4 tiếp viên mang ma túy về nước không phải là chuyện tình cờ. Căn cứ thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, căn cứ các dấu hiệu nghi vấn về tuyến, đối tượng trọng điểm, kết quả thu thập thông tin, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phá án. Trước đó vào ngày 16 tháng 3, khi chuyến bay VN10 từ Pháp vừa đáp xuống cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cán bộ hải quan đã khám xét hành lý của bốn nữ tiếp viên. Trong vali của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng là 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamin, ma túy khay loại đã tiền nhất, nặng khoảng 1 kg. Hành lý của Ngân có khoảng 780 g thuốc lắc, hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamin và cocaine. Tri cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó đã gửi công văn đề nghị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc 04 công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền. Từng tham gia điều tra các vụ án ma túy, luật sư nguyên điều tra viên Hoàng Văn Doãn, Đoàn luật sư Hà Nội nhìn nhận đặc điểm chung của loại án này là hầu như những người phạm tội thường không nhận tội. Tuy nhiên, với nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung trong điều tra, lời khai chỉ là một trong các tài liệu của vụ án. Cơ quan điều tra sẽ thu thập các bằng chứng liên quan, củng cố hồ sơ vụ án, sầu chuỗi các hành vi để từ đó đưa ra kết luận đối với người buộc tội với việc đây là chuyên án của hải quan. Ông Doãn nhìn nhận trước khi tiến hành tạm giữ, cơ quan chức năng đã cử trinh sát, thu thập những tài liệu cần thiết để chứng minh hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đây là quá trình cần nhiều thời gian, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và không phải ngẫu nhiên mà một số lượng lớn ma túy lại được phát hiện như vậy. Vị nguyên điều tra viên đặt câu hỏi, có hai vấn đề cần làm rõ. Thứ nhất, những tuyếp kem đánh răng không phải là tài sản của họ, người nhờ vận chuyển cũng không phải là người thân quen. Vậy tại sao không chỉ một mà tận bốn tiếp viên phải mang số hàng hóa này về Việt Nam? Nếu không phải tài sản của họ, họ mang về nhằm mục đích gì? Thứ hai, nếu đây là tài sản được nhờ mang hộ thì họ được lợi ích gì? Thứ ba, về nguyên nhân, phải đánh giá vì sao chỉ với số lượng tuyếp kem đánh răng như vậy mà tiền công lại lên tới 10 triệu đồng. Về chi phí, các viên chỉ kiểm tra qua loa các tiếp kem đánh răng vì quá mệt mỏi. Luật sư cho rằng lý do giải thích này chưa đủ mạnh. Ông nhìn nhận tiếp viên hàng không là những người được đào tạo nghiệp vụ bài bản, trong đó phải luôn nêu cao ý thức phòng chống tội phạm, đặc biệt với những đường bay từ quốc tế. Do đó, khi đưa hành lý lên máy bay, với những gì đã được đào tạo, họ phải ý thức được trong đó gồm những vật dụng gì và chịu trách nhiệm với những vấn đề có thể xảy ra với hàng hóa đó một nguyên điều tra viên của bộ quốc phòng đánh giá đây là vụ việc có tính chất đặc thù vì tiếp viên hàng không là nhóm đối tượng rất điển hình được đào tạo bài bản và phải luôn nêu cao ý thức khi hoạt động nghề nghiệp lấy ví dụ tương tự về việc lực lượng vũ trang được đào tạo sử dụng vũ khí và phải đảm bảo tuyệt đối các nguyên tắc an toàn khi sử dụng vị nguyên điều tra viên cho rằng các tiếp viên cũng phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của ngành hàng không liên quan tới nghề nghiệp và trách nhiệm với các vấn đề xảy ra vị nguyên điều tra viên cho biết những hành khách bình thường không được đào tạo nghiệp vụ còn phải ý thức được những đồ gì là hàng cấm không được đem theo chuyến bay vậy tại sao những người được đào tạo kỹ lưỡng như tiếp viên những người thậm chí phải đi phổ biến kiến thức cho hành khách lại có thể mắc những sai sót sơ đẳng như vậy cơ quan điều tra cần tiếp tục củng cố chứng cứ để xác định chính xác nguyên nhân dẫn tới sự việc này Vị này cũng cho rằng lời khai sẽ chỉ là một trong những căn cứ củng cố hồ sơ vụ án. Quá trình điều tra, nếu cơ quan chức năng thu thập được đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, họ có thể khởi tố bị can dù người liên quan không nhận tội. Khi đó, tính trung thực, thành khẩn của lời khai sẽ là một trong những yếu tố quyết định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với người bị buộc tội trong vụ án. Được biết, cho đến nay, vụ án vẫn chưa được khởi tố. Các tiếp viên đang trong diện được yêu cầu phối hợp để phục vụ điều tra, chứ chưa bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, trong một vài ngày tới, theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải khởi tố vụ án theo Điều 143 và khởi tố bị can theo Điều 179 để điều tra từ vụ việc đáng tiếc của bốn tiếp viên cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết trong những năm gần đây tuyến hàng không nổi lên là tuyến trọng điểm về ma túy phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi xảo quyệt và thường xuyên thay đổi đối phó với các biện pháp kiểm soát của các cơ quan chức năng Bên cạnh việc sử dụng các phương thức, thủ đoạn đã từng bị phát hiện như trà trộn, ngụy trang, cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, gần đây, lực lượng chức năng còn phát hiện thủ đoạn cất giấu trong máy móc thiết bị, đồ gia dụng, hòng qua mặt lực lượng chức năng hoặc đóng các gói vật phẩm chứa định dạng dễ che giấu như chocolate, túi cà phê hòa tan. Qua các vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không được phát hiện cho thấy, hầu hết các vụ đều nằm dưới sự kiểm soát của người nước ngoài và đã hình thành các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng buôn bán lợi dụng gửi qua đường hành lý sách tay của khách nhập cảnh, xuất cảnh, du học sinh, người đi công tác tại nước ngoài. Đặc biệt, có những vụ việc các đối tượng còn lợi dụng người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo để vận chuyển ma túy nhập cảnh vào Việt Nam các cơ quan chức năng và các luật sư một lần nữa khuyến cáo tuyệt đối không nhận giữ dùm hoặc sách đồ dùm ở sân bay cho dù người lạ có năn nỉ hay trình bày hoàn cảnh ra sao như quên ký gửi hành lý hành lý quá cân hay đi đăng ký để ký gửi hành lý đi vệ sinh bởi chúng ta rất có thể bị lợi dụng lòng tốt và rơi vào tình cảnh giúp người nhưng hại mình để không vô tình trở thành nạn nhân của tội phạm ma túy người dân cần trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản khi đi máy bay theo cục hàng không việt nam quy tắc của ngành hàng không là hành lý đi theo người người đi đúng giấy tờ khi đi qua khu vực làm thủ tục an ninh soi chiếu hành lý hành khách tuyệt đối không mang hộ đồ của người khác cần quan sát và đợi những người đã đi trước mình lấy xong hành lý của họ rồi mới đặt hành lý của mình lên băng truyền bảo đảm hành lý soi chiếu của mỗi cá nhân cần tách rời không bị lẫn sang khay của người khác để người dân hiểu cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm, các cơ quan chức năng an ninh hàng không thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm ma túy. Đồng thời, cơ quan hải quan, nhân viên hàng không nêu cao cảnh giác, tích cực kiểm tra, soi chiếu phát hiện ma túy giấu trong hành lý, trong người của hành khách xuất nhập cảnh để xử lý. Có thể thấy buôn lậu ma túy bằng đường hàng không đang ngày một tinh vi mặc dù các cơ quan chức năng cơ quan truyền thông đã tuyên truyền về tác hại thủ đoạn của các tội phạm nhưng một bộ phận người dân chỉ vì lợi ích trước mắt vẫn tiếp tay tham gia đường dây vận chuyển ma túy cho nhóm đối tượng nguy hiểm liệu số phận của bốn tiếp viên ra sao công an sẽ tiếp tục điều tra vụ việc như thế nào những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại